Đau tay sao? Đau tay sao? Dở anh coi. Ừ, đau tay vậy luôn hả? Trời tội vậy hả? Bị mẹ đạp trúng tay một lần, chú chó khắc ghi mỗi lần hỏi tới là lại diễn không trượt phát nào. Sau đó chú chó với giao diện bề ngoài vừa sáng sủa thông minh, lại vừa thoáng một chút duyên dáng hài hước. Không rõ trước đó người mẹ đi đứng lóng ngóng thế nào, lại đạp phải chân của bé, khiến bé phải đi khập khiễng ba chân. Tuy nhiên đến khi chân đã lành lặn hại hẳn, không còn khập khiễng nữa, chú chó vẫn khắc cốt ghi xương chuyện bị đạp trúng chân. Thế nên mỗi khi có người hỏi tới chiếc chân đâu, chú chó liền giơ chiếc chân đâu lên cho mọi người xem. Còn diễn tả bản thân đã phải đi cà thọt suốt nhiều ngày liền, vô cùng khốn khổ. Đau tay sao? Đau tay sao? Dễ anh coi. Ừ, đau tay vậy luôn hả? Trời tội vậy hả? Ôi trời, đau quá hả? Ừ, đau quá hả? Mày đạp trúng con hả? Tội quá trời luôn. Chưa hết, chú chó còn trưng trổ ra bộ mặt đáng thương, chạy tới người vừa hỏi thăm để mà nhõng nhẽo tìm kiếm tình thương. Ông tốt thầy, ông tốt thầy ơi. Nhiều người sau khi xem qua khoảnh khắc trên đã cảm thấy vô cùng thích thú trước hình ảnh chú chó thông minh. Không những thế, một số người còn cảm thấy khá bất ngờ khi chú chó có thể hiểu được những gì người chủ đang nói mà diễn tả lại y chang. Một số bình luận được mọi người để lại: ôi trời đất ơi, bé nghe hiểu được tiếng người luôn kìa. Thật ra là tụi nó hiểu hết tiếng người, chỉ là tụi nó không có nói được thôi. Đôi khi chỉ cần những cái nhỏ xíu vậy thôi cũng đủ thấy đáng yêu vô bờ bến rồi. Bé nhà tôi mà tôi lỡ trúng thôi là lát nó đi bằng ba chân luôn, xong còn đi mét với tất cả mọi người trong nhà nữa. Chó nhà tôi thì không có chơi mét, nó chỉ canh đạp chân tôi lại thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.